Xin chào quý bà con. Thì bà con đang lang thang suy nghĩ là cây của mình á, đặc biệt là cây cao su bị đét sặc mặt cạo do vi khuẩn và nấm bệnh gây hại. Vậy thì hôm nay em sẽ làm cái video về sản phẩm Vimonin 72WB, sản phẩm riêng trị đét sặc mặt cạo trên cây cao su. Và để tìm hiểu xem sản phẩm này có gì mà bà con tin dùng như thế thì hãy xem tiếp video này nhé. Đặc điểm của Vimonil 72WB đó là được đóng gói theo dạng gói 100g, có dạng bột mịn màu vàng nhạt như bà con thấy ha. Và khi hòa tan với nước sẽ tạo thành dung dịch màu vàng sữa, rất dễ hòa tan cho nên cây rất là dễ hấp thụ. Thì Vimonil được xem như là một loại thuốc trừ bệnh thần kỳ, giúp để phòng trừ các loại bệnh như là sương mai, tháng thư, phấn trắng. Và đặc biệt đó là bệnh lết sặc mặt cạo ở trên cây cao su, giúp cho cây có thể tăng năng suất và chất lượng lượng mủ ở trên cây cao su nhiều hơn. Và đây được xem là một công cụ hữu ích cho việc bảo vệ cây trồng khỏi các sự tấn công của các bệnh hại khác. Thì thông qua việc sử dụng Vimonil 72WB sẽ giúp tăng năng suất hiệu quả. Thì bà con cần đảm bảo cho em việc đó là sử dụng Vimonil một cách đúng liều lượng và đúng cách. Thì đối với Vimonil, bà con hãy pha cho em từ 20g cho khoảng 20 lít nước và phun trên các loại cây trồng. Và bà con xem nhớ dùng em đó là liều lượng phun của mình là từ 20-40g cho 1 hectare. Và lưu ý thời điểm phun thuốc vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối, tránh nắng nóng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn và giúp cho thuốc thấm sâu hơn. Và để hiểu rõ hơn và muốn mua hàng, bà con hãy liên hệ trực tiếp số hotline bên dưới, bên em sẽ hỗ trợ tận tình cho mình nhé. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều.